Chào các bạn. Bây giờ là khoảng chừng độ gần 9 giờ tối giờ thành phố San Diego, tiểu bang California. Bên Việt Nam mình bây giờ cũng là 11 giờ trưa giờ Việt Nam. Mình hiện giờ là mình đang đứng trước cái nhà bếp và nhìn phía sau lưng mình là cái đồi bún mọc. Không phải bún mọc Thanh Mai đâu nha các bạn. Bún mọc này do tác giả vợ mình vào bếp nấu tay nấu thưởng cho chồng đây. Hôm nay mình mới ra phụ giúp vợ, mới trở về nhà. Tôi thấy nồi bún mọc như thế này là cảm thấy là hạnh phúc quá rồi. Mình review cái nồi bún mọc sơ sơ cho các bạn xem nhé. Đây nồi bún mọc vợ mình, tác giả của vợ mình đây các bạn ơi, làm mình nhớ bún mọc Thanh Mai ở đường Võ Văn Tần, quận Nhất, đối diện gần chỗ khách sạn New World. New World yeah. Đây cũng cà chua cũng là một sống giờ sống của các bạn. Đây tác giả đây, bà xã. Hello bà xã. Hôm nay bà kêu mình anh ơi đi về ra ngoài tiệm giúp em để em về nhà em chơi với con gái, mà không ngờ là cô ấy đã vào bếp thưởng nhà nấu nồi bún mọc thưởng cho chồng đây. Mình rất là thích mê bún mọc, thực sự mà về tới Sài Gòn buổi tối thì mình thường hay đi hãng Nhật đó, các bạn về tới Việt Nam là buổi tối rồi, cho mình vào khách sạn ngủ một chút, sáng thức dậy là mình vào quán bún mọc Thanh Mai. Mình rất mê quán bún mọc Thanh Mai ở tại Sài Gòn đó các bạn, mình mê lắm. Nơi đó thì nó nổi tiếng rồi các bạn ha, mà mình ăn mọc cũng rất là nhiều, mọc chiên nè, mọc trắng nè, đó rồi đủ thập cẩm luôn. Đi làm về có vợ là nấu ăn chuẩn bị sẵn là ok. Thường trên bàn gỗ của mình đó các bạn, mình nhà mình ăn mỗi người đều phải lót một cái tray. Như vậy thì ví dụ như mình ăn xương thì mình dục vô cái tray này luôn. Nếu mà cái nóng quá thì mình đặt lên cái tô mà lên cái bàn, thì cái bàn mình lâu ngày nó sẽ bị hư á, cái tuổi thọ của bạn nó không được tốt. Cho nên gia đình mình quyết định là mỗi người dùng một cái khay để mình làm đựng đồ dơ, ăn đồ thừa rồi bỏ nó luôn, rồi mình bưng ra, mọi người nào ăn xong thì bưng xương sậu thì ra chỗ cái đây. Vô cái bồn rửa chén này thì dọn dẹp nó dễ, nó gọn. Đó, bà xã mình đang lựa cái cục sườn hay là cái gì nó ngon nhất thưởng chồng đây, tại hôm nay chồng cực khổ phải không vợ? Cho chồng tôi đặc biệt nha, nghe thấy mát lòng, đi làm về mà nghe vậy nó mát rồi. Cô con gái ngoan quá, chừa cho mẹ vợ, bà vợ mình đây, chừa cho cha mẹ ruột của cổ đây, đó. Đây là cái phần mà của hai vợ chồng mình. Cô cũng làm bát trước bún mọc Thanh Mai, cũng rau bún bào và bắp chuối bào, giá rau thơm, mà rau này cũng nhà chồng các bạn ha. Nhà chồng thì mình chuyển qua mình trồng bên nhà mới của mình. Còn có ớt, ớt này ớt tươi trồng luôn, và nước mắm Phú Quốc. Cũng có hành, có thêm vài trái ớt trái, và cũng có chanh. Bên cạnh đó thì cũng có cái nước đá. Đó, các bạn thấy không? Đây, trời ơi, các bà xã lo lắng cho chồng vậy là quá quý rồi. Nhiều khi mình nghĩ cái tuổi đời mình năm nay 49 tuổi các bạn, bà xã mình mới có 31 à, mà chăm sóc chồng như vậy cũng là cái điều may mắn của một người đàn ông các bạn ha. Cho nên mình nghĩ quan điểm của mình thì ở đời mà 50 50, mình đối xử với người ta thế nào thì người ta đối xử lại với mình, không cần phân biệt tuổi tác. Hôn nhân thì không phân biệt tuổi tác, cái quan trọng là cách cư xử, cái đối xử với nhau thế nào thì người ta sẽ đối xử với mình như thế đó thôi. Vậy tô của mình đây các bạn thấy thì cũng mọc, bà xã mình cho mình mọc với mấy cục sườn đó, mình thì review cho các bạn xem mấy cục sườn ha. Sườn này chấm nước mắm ăn hết sảy. Bà xã mình đang vắt chanh cho mình đây, phục vụ coi như là tận răng luôn các bạn. Không biết hôm nay mình có làm điều gì tốt không mà sao phục vụ kinh khủng quá. Đã vậy mà rót cho mình đi đồ vang sẵn. Đó, rau thơm thì ở đây khẩu vị của mình mê ăn rau thơm lắm. Tại mình là dân Lâm Đồng mà các bạn, dân Lâm Đồng Bảo Lộc mà, thì cho nên ăn rau rất nhiều. Như là cái bàn gỗ, như các bạn thấy đó, đây cái bàn gỗ cái này mình đặt đồ nóng lên thì lâu ngày nó sẽ tuổi thọ nó bị không có tốt. Mặc dù họ có chám một cái lớp bảo vệ gỗ rồi, nhưng mà mình muốn để trên đây mình ăn cái nhiễu dơ thì nó dính ở đây thôi, mà mình không cần phải lau bàn, và nếu có lau thì nó không cần phải lau nhiều, nó bảo vệ cái bàn nó lâu dài hơn.
Thường thường mình về đi làm về tối các bạn mình hay dọn dẹp đồ chơi cho bé công chúa của mình lắm. Đồ chơi là cứ quăng đầy nhà. À, xe cộ thì chỗ nào cũng để ngổn ngang. À, mình dọn dẹp cho cổ nè. À, có con gái là gì đó. À, búp bê của cổ nè. À, đồ chơi là để gì đó. Cái bàn này thật sự mua tiếp khách chứ đâu thấy khách gì đâu mà thấy để cho con gái không. Để con gái chơi không. À, đồ chơi phải không? Các bạn thấy không? Chơi được coi đây. Đó, mình có làm cái ngăn cho cổ nè, để cái gì nè, chưa biết dọn đâu, giờ là đang đang để cho cha ba mẹ dọn thôi. Đó, bây giờ ngăn nắp gì chứ, rồi coi thức dậy là cái đâu rồi đó hết rồi, con quậy tung tung sầm hết rồi. Đó. Rồi bà xã mình kêu mình ra bàn, cái bàn của mình đây là chủ tọa, là các bạn cũng biết đây là chủ tọa, cô công chúa anh thư ngồi đây đầu bàn đó, chủ tọa đó, đó các bạn có cổ đây. À, bà xã mình nói là ăn bún mọc và rắc lên miếng tiêu nữa cho nó thơm. Bây giờ bà xã mời mình vô bàn, hai vợ chồng ăn trước, ba mẹ vợ ăn sau. Tại vì mẹ mình đang coi bé anh Thư, cho bé anh Thư ngủ đã, rồi sau đó mẹ mình sẽ ra ăn sau cùng. Mình thì ăn trước, hai vợ chồng vào phòng ngủ. Bây giờ thì các bạn thấy cái tô có tiêu này, đó, bà xã mình làm thật rất là thơm, tiêu này thấm vô cái bún thì nó rất là thơm, đó, bún thơm cộng với rau, đó, công lao của bà xã này, bây giờ bà xã mới được thưởng thức nè. Trời ơi, cô công chúa, con gái chưa ngủ, lên xe hả con? cô công chúa của ra. Vậy để con nấu cho hai mẹ ăn con luôn. hai con gái của ba. Cảm ơn các bạn đã cùng tham dự tô bún mọc do bà xã mình, bà bếp nấu thưởng cho mình. Các bạn đồng hành với mình cảm thấy rất hạnh phúc, và chúc các bạn bữa ăn trưa tại Việt Nam hoặc là các nước khác trên thế giới thật là ngon miệng nha. Ăn thật nhiều vào, không sao đừng sợ mập, ăn ăn cho nó khỏe, ăn xong là uống nước suối nè, uống nước cam nè, tập thể dục nè, sức khỏe là thôi. Chúng ta cùng nhau kết nối và giao lưu tương tác, giữ gìn sức khỏe như các bạn. Hẹn các bạn ở video sau. Bye.